Trần Thi mến chào tất cả quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh Sống Truyện Ma. Buổi tối đêm nay, mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ Bóng Mèo Dưới Trăng, tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Nếu yêu mến văn phong của Nam Côn và Diễm Hằng, quý vị hãy ủng hộ cho các bạn ấy bằng việc là theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết Thi có để dưới phần mô tả của video. Để ủng hộ cho kênh Sống cũng như là ủng hộ cho Thi, rất mong quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta bước vào câu chuyện ngay sau đây. Theo lời dặn của thầy, đúng giờ tí, lễ lạc đã được bày biện đủ cả. Một cái bàn được kê ở giữa vườn bưởi, đối diện mô đất. Xung quanh đèn đuốc được thắp sáng choang cả một góc vườn. Duy chỉ có mô đất vẫn là còn tối om om. Trên cái bàn gỗ hình chữ nhật, được trải một tấm vải đỏ có in hình thù kỳ lạ. Rồi thì gà luộc, xôi nếp, gạo, muối, trái cây, trứng sống, cơm trắng. Hai cây nến to và bát hương bằng đồng được bày hết sức gọn gàng. Bên cạnh bát hương, thầy còn để một xấp bùa vàng và hai đồng đài âm dương đựng trong cái đĩa nhỏ. Đến giờ làm lễ, thầy Hảo mặc bộ áo bào màu xanh có thêu hình rồng và một số chữ nho ngoằn ngoèo, đầu đội mão, chân đi giày vải, trông hết sức uy nghi. Cả nhà chủ tớ ông Bành cũng ngót 10 người đang đứng hồi hộp, dõi theo từng bước chân của thầy. Thắp ba nén nhang vào lư hương, lấy trong túi một xấp tiền giấy ra, tung lên cao mà bắt đầu niệm. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm bình mau mau hiện hình. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm bình nghe ta triệu quán, mau về giải trình. Sau câu nói, thầy lấy kiếm gỗ được dắt bên hông, xuyên vào xấp bùa, múa xoẹt qua ngọn nến trước mặt. Sắp bùa bốc cháy dữ dội. Thầy chỉ thẳng cây kiếm về phía mô đất. Sắp bùa bay ra bốc cháy ngùn ngụt, rồi rơi xuống đất. Kế đó thầy một tay bốc muối, một tay bốc gạo, ném ngang qua ngọn nến trước mặt, làm cho nó cháy bùng bùng lên dữ dội, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy quát lớn, làm cho đám người há hốc mồm, đứng xem kinh hãi nép sát vào nhau. Hiện hình! Giọng nói đanh thép của thầy vừa dứt, có một bóng dáng người đàn bà mờ ảo xuất hiện trên mô đất. Người đàn bà đứng im lìm trong vùng sương khói mờ ảo, mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt. Làn da trắng toát vô hồn, từng khớp xương kêu lên răng rắc theo mỗi nhịp cử động. Cái thân ảnh khô quắc đang bốc ra thứ mùi tanh hôi, khiến mọi người á khẩu. Hai mắt lạc thần bước lùi về sau. Mọi người đừng sợ, nó không có làm gì mọi người đâu. Cứ ở yên trong vòng chỉ đó là không sao cả. Bây giờ mọi người mới để ý trên mặt đất có một sợi chỉ đỏ được quấn vòng quanh các gốc cây tạo thành một vòng tròn kín. Vòng kia ở đâu? Cớ sao lại ở mảnh đất này mà không đi đầu thai? Người đàn bà bắt đầu cử động, chỉ cánh tay xương xẩu của mình về phía ông Bành mà rít lên. Là nó. Các người đi hỏi nó xem, tôi là ai? Ông Bành tái mặt sợ hãi rung lên. Lành hả? Có phải là em không lành? Bà Linh gào lên, nước mắt tuôn ra lăn dài trên gò má. Bà Linh nhận ra cái bóng dáng trong bộ quần áo bà tặng cách đây mười mấy năm chính là cô Lành. Vong hồn người đàn bà im lặng trong giây lát, rồi cất giọng u buồn lên nói. Cô chủ, là em đây. Em Lành đây cô chủ ơi. Tiếng gọi cô chủ ơi làm bà Linh không giữ được bình tĩnh mà muốn nhào lại ôm thân hình kinh dị kia. Cản bà ta lại. Đám người làm chợt hiểu ra, nhanh chóng giữ bà Linh lại.
Bà Linh vùng vẫy khóc trong đau đớn. Lành ơi, em đi đâu? Em đi đâu mà không về tìm chị hả? Em có biết chị thương nhớ em không hả Lành ơi? Bóng ma người đàn bà cũng khóc toáng lên, làm bầy chó trong làng sủa lên inh ỏi. Cô chủ, em có đi đâu đâu. Em lúc nào cũng ở đây, bên cạnh cô chủ mà. Lành là trẻ mồ côi bị vứt ở ngoài chợ, được thầy bà Linh mang về cưu mang từ năm 6 tuổi. Lành cùng lớn lên với bà Linh. Mặc dù thân phận chủ tớ, nhưng cả hai xem nhau như chị em ruột. Khi bà Linh được gả về nhà này, Lành cũng đi theo để hầu hạ cô chủ. Bỗng một ngày Lành biến mất không tung tích. Bà đã cho người đi khắp nơi dò la, nhưng đều công giả tràng. Bận ấy, ông Bành bảo thấy nó cặp kè với thằng trai làng, rồi có khi nó bỏ xứ mà đi theo thằng đó. Bà Linh buồn lắm, chỉ cần Lành muốn là bà đồng ý ngay mà. Sao lại phải bỏ xứ đi mà không lời từ biệt? Bao nhiêu lâu nay, bà nghĩ Lành tìm được bến đỗ nào rồi, hạnh phúc thay cho Lành. Thế nhưng số phận thật trớ trêu, bà không ngờ Lành lại nằm yên dưới ba tấc đất, không mồ mả, không nhang khói, làm cô hồn dạ quỷ chịu đói, chịu rét. Lành ơi, sao lại ra nông nỗi này hả em? Tại sao lại ra nông nỗi này? Chợt bà nghĩ đến câu nói lúc nãy của Lành khi vừa xuất hiện. Bà nhào đến túm cổ ông Bành kêu lên. Là ông? Là ông có đúng không? Là ông giết em tôi có đúng không? Nói, ông mau nói đi. Ông Bành sợ hãi, mặt mũi co rúm lại mà không dám mở miệng nói năng gì. Thầy Hảo quát. Trực tự, để thầy hỏi Vong, không thì hết tuần nhang Vong đi mất bây giờ. Bà Linh nghe vậy cũng không dám làm loạn nữa. Bà ngồi phịch xuống đất, nhìn bóng dáng của cô Lành mà khóc nức nở. Thầy Hảo hỏi. Thế làm sao chết? Chết lâu chưa? Tại sao không đi siêu độ mà lại ở trên cái đất này quấy phá? Vong Linh cô Lành ôm mặt khóc nức nở, mặc dù không có giọt nước mắt nào chảy ra. Năm ấy tôi được gả theo cô chủ vào nhà này. Ông chủ nhiều lần dụ dỗ tôi, nói sẽ cho tôi làm mợ hai. Tôi nhất quyết không đồng ý. Thế là một hôm cô chủ đi chợ huyện, ông ta đè tôi ra mà cưỡng hiếp. Trong lúc giằng co, không may tôi đập đầu vào cạnh bàn chích tức chích tuổi. Kể đến đây, vong hồn cô Lành lại ôm mặt khóc than. Thầy Hảo sốt ruột bảo. Không có thời gian cho ngươi khóc đâu, mau nói nhanh lên đi. Vong hồn cô Lành nghe vậy cũng bình tĩnh mà lại tiếp. Ông ta chôn tôi ở đây. Tôi chết quang chết ức nên không đi đầu thai được. Tôi ở trên đất này gần 17 năm nay, có tu luyện được một chút tu vi, có thể giết chết ông Bành rồi cùng ổng xuống âm ti chịu phạt. Nhưng tôi thương cô chủ, tôi nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày ông ta tận dương thọ nên mới ở đây. Thầy Hảo gật đầu nói. Ngươi làm vậy là đúng lắm. Phàm mọi việc con người tạo ra đều có quả báo hết. Nếu như ngươi giết ông ấy thì chính ngươi cũng phải chịu lấy quả báo không kém gì ông ta đâu. Ông Bành nghe vậy thì hai chân mềm quặt ngã ngồi xuống đất, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thầy Hảo lại hỏi. Vậy bà Hoa, thằng Tèo, có phải là do ngươi giết? Oan hồn cô Lành cười lên mang dại. Không phải tôi, là nó giết. Ngay khi nó vừa sinh ra, tôi đã báo mộng cho thằng kia để giết nó đi. Bây giờ thì muộn rồi, muộn rồi.
Ngay khi nó được người thứ tư thì không ai có thể giết được nó nữa. Nó sẽ đem ma quỷ từ 18 tầng địa ngục đến mà náo loạn nhân gian. Lúc ấy loài ma quỷ sẽ thống trị thế gian mà không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Cô lành chỉ tay vào anh Nô mà nói. Anh Nô á khẩu. Vậy là những gì tháng trước anh gặp đều là thật, không phải mơ. Anh tự trách mình hèn nhát sợ sệt. Trách mình sao không bình tĩnh hơn để không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù thằng Tèo cũng có chút đáng ghét, nhưng mà anh và nó sống bên nhau từ lúc vào đây cho đến giờ, tình nghĩa cũng chẳng kém gì anh em ruột. Thầy Hảo hỏi dồn vì cây nhang đã sắp tàn. Nó là ai? Ai? Ai là người thứ tư? Vụt một tiếng, oan hồn cô lành biến mất. Bà Linh đau đớn gào lên, xong đến chỗ ông Bành mà cào cấu. Sao ông lại làm như thế hả? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Cái đồ độc ác, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Tôi hận ông. Bà Hoa vừa khóc vừa đấm vào người ông Bành. Ông chỉ ngồi đơ ra như tượng mà không có phản ứng gì. Bây giờ ông đang sợ. Chính xác là ông đang rất sợ. Bao nhiêu năm nay ông sống không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng ngày hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, nó lật đổ hoàn toàn thế giới quan của ông. Nó làm ông tin luật nhân quả là có thật. Và ông sợ những chuyện xấu mình đã làm sẽ phải gặp báo ứng. Đám người ở thấy vậy thì vội lôi bà ra mà xin xỏ, mà khuyên nhủ. Thầy Hảo thở dài mà nói. Ê, không biết vòng kia nói nó là ai, lại còn người thứ tư là ai. Vậy còn ba người trước là ai? Là mày đấy. Có giọng nói khàn đặc phát ra làm thầy Hảo giật mình. Đám người bên cạnh cũng thôi làm loạn mà im bặt đi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tứ phía để quan sát xem tiếng nói phát ra từ đâu. Thầy Hảo quát lớn. Yêu ma, chúng quỷ ở đâu? Mau ra trình hình. Có tiếng cười kinh khủng vang lên trong đêm vắng. Nó xoáy sâu vào tai, làm cho ai nghe thấy cũng phải run sợ. Bậy ma chúng quỷ. Vậy cách ngươi là gì? Các ngươi tự cho mình là thánh à? Còn nói chúng ta là quỷ sao? Thầy Hảo đưa đôi mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Trên cây nhãn già nằm giữa vườn bưởi, có một bóng dáng như con chồn. Đôi mắt sáng quắc trong đêm đen đang nhìn về bên này. Cái bóng đen xì ấy nhảy vụt đến cành cây to. Ai nấy tá hỏa nhận ra đó chính là con mèo quý của bà Linh. Nó cất tiếng nói, cái tiếng khàn đặc âm lãnh, lạnh thấu xương. Chúng mày đang tìm tao hả? Ai nấy đều sợ thức kinh mà ôm lấy nhau, mặt mũi tái nhợt không còn sức sống. Chỉ có bà Linh là không tin vào mắt mình, không tin con mèo bé bỏng của mình đang nói chuyện. Con mèo đưa đôi mắt vàng khè nhìn xuống đám người bên dưới mà hỏi. Hôm nay chúng mày cho tao ăn gì? À, tao vừa bảo ăn mày mà nhỉ? Hả? Thầy Pháp? Hả? Nói xong nó cười lên khoái chí lắm. Thầy Hảo quát. Suy đoán của ta quả không sai mà. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng ta lại không phát hiện ra trên người ngươi có quỷ khí, nên ta không dám chắc chắn. Ta cũng chỉ nghĩ ngươi là linh miêu bình thường. Không ngờ. Không ngờ sao? Muốn rồi. Với trình độ của ngươi mà cũng dám đối đầu với ta sao?
Con mèo nói xong, nó ngồi ung dung mà quẩy đuôi ra chiều đắc ý lắm. Bà Linh vẫn không tin mà kêu lên. Đen, Đen ơi, xuống đây với bà nào. Con bị làm sao đó hả? Thầy ơi, nó bị quỷ nhập hả thầy? Thầy giúp nó đi thầy. Bà Linh đau khổ cầu xin. Bà vừa phải chịu đả kích lớn về việc của cô Lành, giờ lại phải thêm chuyện này, khiến bà đau đớn tột độ. Quỷ nào mà nhập được nó? Chính nó là quỷ đó. Thầy Hảo nói xong làm bà Linh ngất liệm đi trên tay đám người ở. Mọi người cùng nhau đưa bà vào nhà. Chỉ còn thầy Hảo, ông Bành và thằng Nô ở lại. Con mèo nhìn theo đám người rời đi mà không có phản ứng gì. Nó lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về thầy Hảo. Bây giờ ngươi muốn chạy cũng muộn rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, rằng từ giờ đến đúng đêm trăng tròn của rằm tháng 7 thì loài người các ngươi vẫn được an toàn. Con mèo nói. Thầy Hảo gương mặt kiên nghị đáp. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi không có đối thủ. Sư phụ của ta và các đạo hữu trên mảnh đất An Nam này sẽ sớm tề tụ lại đây mà trừ diệt ngươi sớm thôi. Con mèo lại cười lên điên dại. Vậy sao? Vậy ta sẽ chờ đợi từng đứa để mà ăn thịt, uống máu, môi tim. Người quá tự tin rồi. Sau câu nói ấy, thầy rút ra một lá bùa, niệm chú rồi phóng thẳng về phía con mèo. Con mèo vẫn ngồi im mà chẳng hề lo sợ. Lá bùa bay đến chỗ nó, chạm nhẹ vào bộ lông đen nhánh rồi rơi xuống đất. Thầy Hảo thất kinh kêu lên. Hả? Sao lại như vậy? Con mèo cất tiếng cười khùng khục. Người ngây thơ quá. Mấy thứ đồ chơi này làm gì có tác dụng với sách trần. Thầy Hảo á khẩu ngay người. Đúng vậy thầy quên. Thầy đã quên rằng nó được sinh ra và nuôi lớn trong thân xác phàm trần. Bây giờ thì nguy rồi. Các loại bùa và uế vật có đặc tính chế quỷ mà thầy đã chuẩn bị đều không có tác dụng với nó. Thầy ơi cẩn thận! Anh Nô hốt hoảng kêu lên. Mới giây trước thôi, khi thầy đang mãi suy nghĩ thì con mèo đã nhảy từ trên cây xuống lao về phía thầy. Thầy Hảo kịp phản ứng nghiêng người tránh né đòn tấn công của nó, cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay vung theo chém vào lưng con mèo. Nhát kiếm đập trúng lưng làm con mèo rơi xuống đất gần đấy. Thế nhưng nó chẳng hề hấn gì. Nó đi vòng quanh thầy mà nói. Sao cái vẫn ngây thơ đến độ cầm kiếm gỗ mà đánh nhau với ta nhỉ? Thầy Hảo giật mình. Đúng, bây giờ nó là xác phàm thì chỉ có đao kiếm bình thường mới có thể làm nó bị thương. Con mèo lần nữa nhảy lên giương móng vuốt cào về phía thầy. Thầy Hảo vung kiếm đỡ đòn. Tiếng móng cào vào gỗ vang lên ghê rợn trong màn đêm. Con mèo cứ nhảy lên công kích thầy dồn dập, làm thầy phải liên tục lùi về sau. Thấy không hiệu quả, nó chạy vụt vào đêm đen, lợi dụng ưu thế của mình để ẩn nấp, rồi tấn công bất ngờ. Thầy biết ý định của nó thì vội vàng dùng một sấp bùa niệm chú đốt cháy bùng bùng vung lên không trung. Đám bùa bay lên rồi phân ra bốn phía soi sáng cả khu vườn, nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống tắt liệm. Trong giây phút ấy cũng đủ để cho thầy nhìn thấy nó từ bên trái đang lao lại giơ móng vuốt về phía thầy. Thầy xoay người sang tiếp đòn, nhưng không thấy gì nữa. Nó lại biến mất trong màn đêm đen. Thầy ơi! Anh Nô hốt hoảng kêu lên, định cảnh báo cho thầy, nhưng đã muộn. Rẹt một tiếng khô khốc kéo dài vang lên. Thầy Hảo cảm thấy lưng mình tê dại, rồi có cái gì âm ấm chảy xuống chân. Con mèo lần nữa hạ xuống đất, đi quanh người thầy mà cười lên sung sướng.
anh Nô và ông Bành đang đứng ôm nhau như tình nhân mà đái ướt đẫm cả quần. Thầy Hảo đau đớn ngồi xuống, có ba vết cào dài từ bả vai xuống giữa lưng, làm cho cái áo bào xanh rách toạc một mảng lớn. Vết thương không to, nhưng nó lại sâu đến tận xương thầy. Con mèo lại lần nữa nhảy vụt qua đầu của thầy. Sau khi nó tiếp đất, cũng là lúc máu trên đầu thầy tuôn ra xối xả. Lúc này thầy không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, đôi mắt nhòa đi chỉ còn một màu đỏ của máu. Thầy đổ nằm xuống đất, cơ thể đau đớn co giật, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố sức để ngồi dậy. Nhưng làm sao có thể, nhát cào thứ hai của con mèo đã lấy đi da đầu và một mảnh sọ lớn cùng với một chút ốc bên trong. Khói ốc bị cào văng ra tung tóe trên mặt đất, trắng đỏ lẫn lộn vào nhau. Con mèo đưa tay lên mồm mà liếm liếm chỗ ốc còn dính trên đó. Nó tiến đến gần đứng lên trên ngực thầy mà liếm đi máu dính trên mắt thầy. Thầy Hảo mở trừng trừng mắt nhìn nó, muốn nói, muốn vùng dậy, thế nhưng cơ thể này dường như không nghe lời thầy nữa rồi. Con mèo cười lên sung sướng. Cảm giác thế nào? Có phải rất thoải mái không? Nó cũng giống như tao phải chịu bao nhiêu năm dưới quả ngục, cũng chỉ vì lũ pháp sư các ngươi đó. Bây giờ ta trả lại thôi mà. Thầy Hảo đôi mắt vằn lên tia máu căm giận mà không làm gì được. Người thứ ba là ngươi, còn người thứ tư ngươi sẽ biết nhanh thôi. Sau câu nói, nó đưa chân trước đầy lông lá của mình về phía mắt thầy. Các móng vuốt sắc nhọn dài bằng ngón tay người dần dần xuất hiện, rồi găm vào mắt thầy mà lôi tuột con ngươi ra ngoài. Thầy Hảo đau đớn giật lên từng hồi, cổ họng cứ ọng ọc mà phun ra máu. Con mèo liếm láp con ngươi trắng giả hằn lên tia máu một cách ngon lành. Ông Bành và anh Nô thấy vậy thì gặp bụng nôn khan. Chợt nó quay ngoắt đầu về phía hai người mà hỏi. Chúng mày có muốn ăn không? Ngon lắm. Ông Bành lăn luôn ra ngất. Anh Nô thấy vậy cũng thầm cầu cho mình ngất luôn đi, chứ giờ có chạy được đâu. Ngồi đây mà nhìn cảnh này không chết vì sợ thì cũng chết vì đứng tim. Con mèo bỏ con mắt của thầy Hảo vào mồm, cắn bộp một cái rồi nhai ngấu nghiến. Dịch đen trắng của tinh thể chảy ra mép, trông kinh tởm đến tột độ. Sau khi ăn xong, nó đang tính làm nốt với con mắt còn lại. Bàn chân của nó đang giơ lên thì một mũi tên cắm phập vào đùi trước của nó. Con mèo đau đớn kêu lên, rồi đánh mắt tìm kiếm. Một mũi tên khác đang xé gió lao vút đến. Con mèo thấy vậy vội vàng nhảy lên tránh né. Nó biết người bắn không tầm thường, vả lại đang bị thương, chiến đấu bây giờ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế là nó vụt chạy, biến mất vào trong màn đêm. Anh Nô định thần nhìn về phía mũi tên lao đến, thấy có bóng dáng người đàn ông đang khập khiễng chạy sang bên này. Người đàn ông đến gần, anh Nô nhìn rõ. Anh ta chỉ ngoài 30, thân hình rắn chắc. Không to cao, nhưng lại cứng rắn, khỏe mạnh, với nước da ngăm đen. Chân anh ta hình như bị què, đang bước từng bước khó nhọc. Anh ta chạy lại đỡ đầu thầy Hảo dậy, cho dựa vào vai mà hỏi. Thầy Hảo, có phải thầy Hảo không? Thầy Hảo bây giờ chỉ còn thoi thóp, cũng cố gắng nhẹ gật đầu xác nhận. Xin lỗi huynh, để đến muộn. Xin lỗi. Anh ôm lấy thi thể thầy Hảo mà khóc. Thầy Hảo cũng buông tay trút hơi thở cuối cùng, mà trên môi vẫn lưu lại nụ cười yên lòng. Sáng hôm sau. Cứu tôi với, Nô ơi cứu ông, mèo nó giết ông bây giờ.
Ông Bạch đang nằm trên cái phản gỗ lim trơn bóng mát rượi thì vùng dậy kêu la quai quái. Bà Linh chạy vào lo lắng hỏi: "Cái gì đó? Ông có sao không?" Ông Bạch sợ hãi nhìn bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trong nhà. Ông hốt hoảng hỏi dồn: "Con mèo đâu? Thầy Hảo đâu?" Bà Linh thở dài nói: "Thầy mất rồi ông ạ. Đêm qua tôi cho người mang về bên nhà, cùng họ hàng làm tang sự cho thầy rồi." Ông Bành thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt phẳng mà lẩm bẩm: "Hết rồi, hết rồi. Đến thầy Hảo mà còn bị nó giết thì cái nhà này cũng chết ráo hết thôi. Bà gửi thư cho thằng Mão với con Mỹ tuyệt đối không được về nhà nha." Đến bây giờ ông mới thực sự lo lắng rằng cái nghiệp của mình tạo ra sẽ đổ xuống đầu của con cháu mình, khi mà bao nhiêu hy vọng đều đặt vào đứa con trai đang theo học trên tỉnh, hồng lên làm quan lớn để còn rạng danh gia tộc. "Ông dậy đi, thầy đang ngồi đợi ông từ sáng cho đến giờ kia kìa." Bà Linh nói. Ông Bành ngạc nhiên hỏi: Thầy nào? Chẳng phải thầy Hảo mất rồi à? Còn thầy nào nữa?" "Thầy mới đến từ tối hôm qua, đến kịp cứu ông một mạng đó. Nhanh lên đi, ra đi lẹ đi, không thầy đợi." Ông Bành nhanh chóng tuột xuống khỏi cái phản, xỏ guốc mà chạy ra. Chưa lên đến nơi, thấy có người ngồi trên ghế, ông đã niềm nở nói to: "Bẩm thầy, xin lỗi đã để thầy đợi ạ." Khi đã bước vào trong nhìn thấy mặt thầy, ông Bành á khẩu, mắt chữ A mồm chữ O: Thằng Hà." Ông vừa nói xong thì bị bà Linh đập nhẹ cho cái vào lưng mà gắt: "Cái ông này, ăn nói kiểu gì đấy hả?" "Là thầy Hà, hôm qua cứu cả nhà ta đó. Không thì hôm nay thì nhau lên kia ngồi rồi." Thầy Hà cười hiền rồi bảo: "Không sao đâu bà. Dù gì trước kia tôi cũng là người làng này, là phận dân đen. Ông Chánh cứ gọi tôi là Hà." Bà Linh kéo chồng ngồi xuống ghế. Ông Bành vẫn không khỏi sự xấu hổ, ngạc nhiên nên không nói gì, cúi mặt ra chiều suy tư. Bà Linh hỏi: "Thầy, bao nhiêu năm nay thầy đi đâu? Đợt ấy tôi cho người đi tìm thầy nhưng không có thấy." Thầy Hà chỉ cười buồn mà nói: "Năm ấy rời làng, hai mẹ con tôi dắt nhau đi ăn xin đầu đường xó chợ. Ai thuê cái gì thì tôi làm cái đó. Mẹ tôi qua đời không lâu thì do bạo bệnh rồi bà cũng mất đi. Bà mất tôi đi lang thang vất vưởng khắp nơi, rồi được sư phụ cưu mang. Thầy thấy tôi có tố chất nên dạy cho tôi pháp thuật. Tôi theo thầy đi khắp nơi trừ ma bắt quỷ, rồi hai thầy trò vào rừng lấy săn bắn mà nuôi thân. Gần đây thầy bấm quẻ đoán được sư huynh tôi là thầy Hảo gặp quả sát thân, lại còn ở nơi tôi sinh ra và lớn lên nữa, nên sai tôi về đây một chuyến. Không ngờ tôi vẫn đến chậm một bước." Thầy thở dài não ruột, đôi mắt u buồn nhìn vào cốc nước trà xanh trên bàn. Ông Bành nghe thế thì lại càng xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì hay nhìn thầy. Bà Linh lại hỏi: "Thầy ơi, con mèo của tôi sao hả thế hả thầy? Nó có trở lại bình thường được không thầy? Rồi còn quan hồn em tôi, có sao không thầy?" Thầy Hà đáp: "Nó không phải là mèo đâu, nó là Linh Miêu đó." Linh Miêu là gì hả thầy?" Bà Linh ngạc nhiên kêu lên. Thầy Hà liền giải đáp: "Linh Miêu là một loài quỷ, nhưng nó lợi hại hơn nhiều, vì nó được sinh ra trong xác phàm. Giữa sự nhúng tay của chúa quỷ, khi trưởng thành sẽ tiến hóa thành quỷ yêu, có nghĩa là vừa là quỷ vừa là yêu quái." Ông Bành ngại ngùng hỏi: "Vậy có giết được nó không thầy?" Thầy Hà lo lắng lắc đầu:
tôi cũng không biết nữa. Loài này trăm năm có khi khó gặp. Chúng rất là xảo quyệt, mưu mô, mà đặc biệt rất nhanh nhẹn. Và lại các pháp khí, bùa và các vật chế tà như máu chó, gạo nếp, phân gà trắng đều không có tác dụng với nó. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng là giao đầu trực tiếp mà thôi. Thầy ngừng một lát, lại tiếp. Nhưng ngặt một nỗi bây giờ, ta đã rút dây động rừng rồi. Muốn tìm nó cũng không phải dễ đâu. Ban ngày, nó sẽ trốn đi để mà tu luyện. Ban đêm mới mò ra đi tìm thức ăn. Cái khó là màu lông của nó, hòa cùng đêm. Khó lòng mà phát hiện được. Mà giả như có phát hiện được, thì khó mà đuổi bắt được nó. Ông Bành sốt ruột hỏi, mà quên mất sự ngại ngùng phải gọi cái thằng năm nào bị mình đánh què chân là thầy. Thế nó vẫn tiếp tục hại người hả thầy? Đêm qua còn lạnh nói nó giết được người thứ tư, thì không ai có thể giết được nó nữa. Vậy là sao thầy? Thầy Hà trông dáng vẻ của một cậu thanh niên, nhưng cách nói chuyện như trưởng lão. Thầy đáp: tôi có xem trong sách của thầy tôi, là linh miêu muốn thực sự tiến hóa thành công, nó phải giết được 4 người trước khi nó thành tinh. Đó là trái tim của người mang nhiều sát khí, não của kẻ gian manh, đôi mắt của thầy Pháp, và cuối cùng là máu của con gái còn trinh. Sau khi ăn xong, nó sẽ tu luyện để chuẩn bị cho đêm rằm tháng 7, là đêm mà quỷ môn quan mở ra. Khi ấy chúa quỷ sẽ xuất hiện ban cho nó sức mạnh để chính thức hóa quỷ yêu. Mà nó thành tinh thì sao thầy? Tôi cũng không biết, nhưng ở trong sách có ghi, sau khi nó thành tinh và quỷ môn quan mở cửa, nó sẽ đưa tất cả các loài ma quỷ hung ác đang phải chịu tội dưới 18 tầng địa ngục lên mà làm náo loạn cả nhân gian đó. Thầy nhấp cốc nước trà, lấy giọng nói tiếp: thật ra Linh Miêu là đứa con thứ 7 của quỷ vương. Quỷ vương đã lợi dụng kẽ hở của âm luật mà đưa nó lên đến với nhân gian, hòng giúp nó thoát khỏi địa ngục, quay lại nhân gian mà tàn sát người vô tội và thống trị nhân gian đó. Như nhớ ra điều gì, ông Bành kêu lên: vậy là nó sẽ giết con gái Động Trinh nữa hả thầy? Vậy thì bất cứ nhà nào trong làng cũng lọt vào tầm ngắm của nó. Thầy Hà gật đầu rồi nói: Vậy nên tôi cần ông giúp một tay. Thầy cần gì cứ nói đi, tôi làm được, tôi sẽ làm hết mình. Trước tiên tôi cần ông đi thông báo cho người dân làng biết, tất cả nhà nào mà có con gái chưa đi lấy chồng từ 13 tuổi trở lên, khi mặt trời nấp bóng phải đi ra đình, cho tới khi trời sáng mới được trở về. Linh miêu tuy là xác phàm, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ. Nó vẫn phải kiêng dè những chốn linh thiêng có thần linh cai quản. Thứ hai, tôi cần một lượng bạc lớn để làm mũi tên. Vì trong sách có viết, chỉ mũi tên bạc đâm xuyên qua tim nó thì mới có thể giết chết được nó. Thứ ba, tìm cho tôi 5 thanh niên nhanh nhẹn để tôi dạy bắn tên. Chứ sức một mình tôi sợ tôi không làm được. Ông Bành nghe đến bạc thì có chút ngần ngại, nhưng bà Linh đã nhanh chóng đồng ý, rồi mang toàn bộ số bạc trong nhà có ra mà bảo, nếu không đủ sẽ đi đổi thêm. Ông Bành lòng đau như cắt, nhưng chuyện này không thể không giải quyết, vì nó đe dọa đến cả tính mạng nhà ông. Cái tình cô gái từ 13 tuổi trở lên còn đồng trinh phải đi ra đình làng từ tối đến sáng mới được về, làng đi làng trên xóm dưới một cách nhanh chóng. Mọi chuyện gần đây trong làng đã làm cho dân hoang mang lắm. Bây giờ nghe tin con quỷ ấy vẫn còn giết thêm người thì lại càng hoảng loạn hơn. Nhất là những nhà có con gái thì lại càng lo sợ. Có nhà còn tính đến chuyện xem nhà nào có cái bụi cũ từ tốt mang sang gửi luôn cho yên tâm. Và thế là từ ngày hôm ấy, ngày ngày thầy Hà cùng 5 thanh niên rèn tên, học bắn cung, trong đó có cả anh Nô. Anh Nô học nhanh lắm, mới có mấy ngày đã bắn được vào tâm của đích tỉnh, rồi thầy cho bắn qua đích động, anh học cũng chẳng kém gì.
Thoát cái thời gian đã đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Trong thời gian này, trong làng không ít gà, vịt, trâu, bò bị moi tim mà chết. Ban đêm nghe tiếng gà bay chó chạy cũng chẳng ai dám mò mặt ra ngoài vì biết thừa nó là cái gì. Đám con gái thì cứ tối đến là dắt nhau ra ngoài đình, ngồi tụm vào mà chờ đợi trong sợ sệt. Mà cũng nhờ có chuyện này, khối ông ế chổng ế trơ tự nhiên có vợ. Còn bên nhà cụ chánh thì bất kể ngày đêm, đám thanh niên đều học bắn cung cho chính xác để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sau bữa cơm trưa, thầy Hà cùng ông bà chánh ngồi uống trà trong nhà. Thầy Hà trông ra mấy bụi hồng đang nở hoa rực rỡ, khoe những cánh đẹp nhất mà đung đưa theo gió. Một khung cảnh thật đẹp, thật bình yên. Nhưng trong lòng thầy bây giờ lại trăm mối ngổn ngang lo toan, tính toán về việc phải đối mặt đêm nay. Thầy thở dài não nuột, làm vợ chồng bà Linh lo lắng. Ông Bành hỏi: Nhưng biết nó ở đâu mà tìm hả thầy? Thầy Hà thở dài đáp: Tôi xem hết rồi, chắc chắn sẽ là ngọn núi sau làng. Khi bé tôi có leo lên đó, trên đỉnh núi cao mà sát mép vực còn có một phiến đá xanh to như cái phản. Chắc chắn nó sẽ chọn nơi ấy để tế nguyệt. Anh Nô cùng chị Sen đang ngồi ngoài bờ ao, nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng, mà cả hai đều không biết nói gì. Từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc đen nhánh, mượt mà, làm tóc chị tung bay theo. Anh Nô với tay vén mái tóc của chị rồi cài lên lại một bông hoa hồng đỏ. Chị Sen biết đêm hôm nay anh Nô phải đi đối mặt với cái chết, trong lòng chị buồn và lo lắng lắm. Anh Nô nè, đêm nay là nguy hiểm lắm, anh nhất định phải thật bình an trở về nha. Anh Nô nghe vậy không khỏi dấy lên cảm giác sợ hãi và chua xót trong lòng. Anh sợ không giết được nó thì cả làng phải làm sao. Anh chua xót tự trách mình không đủ can đảm để nói ra câu thích sớm hơn, để bây giờ mọi thứ gần như là muộn. Sen nè, nếu như mai tôi trở về bình an á, Sen đồng ý làm vợ tôi nha. Chị Sen khuôn mặt đỏ hồng, ngại ngùng nhưng cũng không khỏi bi thương, mà tuôn ra hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má gầy của chị. Anh cứ bình an trở về đi, cái gì tôi cũng chịu mà. Anh Nô nghe vậy thì ôm chị vào lòng mà nước mắt cũng tuôn rơi. Anh chỉ biết đêm nay là lành ít dữ nhiều, hối hận tại sao không mạnh dạn hơn để đến với nhau sớm hơn, thì bây giờ đâu phải lo sợ mất đi người mình thương yêu. Thằng Thọt đứng từ xa trông thấy mà đôi mắt cũng cảm thấy cay cay. Đêm nay nó không được đi, dù biết là đi vào chỗ chết, thế nhưng biết cả làng gặp họa mà không giúp gì được thì cảm giác vô cùng khó chịu. Nó hận mình không có một đôi chân lành lặn để cùng mọi người bảo vệ dân làng, để chiến đấu với kẻ ác, chứ không muốn ngồi ở nhà sợ hãi mà chờ đợi. Nó muốn có chết cũng phải thật vinh quang, nhưng không ai đồng ý cho nó đi cả. Mặt trời đã dần khuất bóng nơi phía xa. Thầy Hà và đoàn người anh Nô đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Đám người nhà có con đi trong đêm nay không ngừng dặn dò khóc lóc. Còn chị Sen chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn bóng lưng anh Nô mà khóc thầm. Ông Bành nói to làm cho khung cảnh ồn ào bi thương dịu lại. Kính thưa bà con, như mọi người đã biết, đây là cái nạn lớn của làng ta. Nếu như đêm nay thành công trở về, tôi sẽ đem toàn bộ gia sản của mình đi thi ưng, bố đức hết. Còn nếu như không thành công thì đến tôi cũng chết. Lúc ấy thì tiền bạc còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đám người nhà lại khóc lên rưng rức, xót thương cho con, cho anh mình đêm nay phải đi vào cửa tử dạo chơi. Thầy Hà trấn an: Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ các em trở về bình an. Thầy nói là để trấn an thế thôi, chứ đến chính thầy còn chẳng biết mình có thể trở về hay không. Vì trước khi đi, sư phụ có nói:
đây là kiếp nạn của con. Nếu như con có thể trở về, thì con có thể tự luyện lên được cao hơn. Tất cả đã là kiếp số. Cứ theo kiếp số đã định mà làm. Đoàn người tạm biệt người thân mà dắt díu nhau đi về hướng ngọn núi sau làng. Ai cũng khóc lóc thảm thiết, vẫy chào tạm biệt. Duy chỉ có chị Sen vẫn đứng khóc trong bóng tối. Sau cùng, chị lấy hết can đảm chạy ra hét lớn theo đám người đang dần khuất bóng. Anh nhất định phải bình an trở về! Nhất định phải trở về! Sau câu nói của chị, đám người lại càng khóc lớn hơn. Bà Linh vỗ vai chị và nói: Nó bình an về, bà nhất định tác hợp cho hai đứa. Chị Sen ôm chầm lấy bà Linh mà khóc nức nở. Đoàn người đi trong đêm trăng mà không cần đèn đuốc gì cả. Trăng sáng vằng vặc, chiếu ánh bạc, soi tỏ khắp nơi. Bước đi trong đêm dưới những tán cây rậm rạp. Mặc dù thầy Hà bị què, nhưng đi nhanh lắm, cảm giác còn khỏe hơn đám trai làng. Lên đến đỉnh ngọn núi thì trăng cũng dần đứng bóng lên trên cao. Vẫn khung cảnh khi xưa thầy Hà nhìn thấy. Vẫn đá xanh, vẫn đám cỏ tươi tốt, không có lấy một bóng cây to. Trăng rằm soi sáng rõ từng cảnh vật xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu cả. Thầy Hà lo lắng sợ rằng mình đoán nhầm nơi linh miêu sẽ bái nguyệt. Thầy chỉ huy cho mọi người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có kết quả. Thấy chờ đợi không phải là cách, phải nhanh chóng tìm ra nó. Nếu không trăng lên đỉnh đầu thì cũng đã muộn. Đám người chia nhau hai người một tốp đi tìm kiếm. Anh Nô đi cùng thầy Hà, trên tay cầm chắc cây cung, lúc nào cũng trực chờ bắn. Anh Nô hồi hộp, cảm giác tìm kiếm xung quanh. Tiếng chuột chạy, tiếng ếch nhái, tiếng dế mèn kêu râm ran. Lâu lâu lại có tiếng con gì chạy qua đám lá khô xào xạc, khiến cho anh Nô tìm như muốn thắt lại. Đang tập trung cao độ tìm kiếm trong các lùm cây hang nhỏ dưới những phiến đá vôi, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía bên trái vọng về. Anh cùng thầy Hà nhìn nhau, rồi hộc tóc chạy sang bên ấy. Đến nơi anh thấy thằng Đạo và thằng Khôi đang nằm ôm mặt lăn lộn trên mặt đất. Thầy Hà và anh Nô đỡ hai người dậy, hỏi xem ra là chuyện gì. Hai thằng kêu la đau đớn, hai tay bịt chặt lấy mặt, nhưng máu không ngừng chảy ra. Thằng Đạo kêu lên: Con mèo. Thầy Hà kêu lên: Không ổn rồi, nhanh, phải gọi hai người kia lại đây nhanh. Anh Nô vừa đặt thằng Đạo xuống để chạy đi tìm hai người kia, thì lại một tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía trước. Không được đi nữa, mau cõng hai đứa đó về chỗ tảng đá. Anh Nô cùng thầy cõng về đến nơi, thì cũng thấy thằng Vân bế thằng Du về. Trên ngực thằng Du có một vết cào lớn, rách toạc da thịt, nhìn thấy cả lớp mỡ bên trong. Thầy ơi, con mèo nó to lắm thầy. Hai đứa con đang đi, nó tự ở trong bụi nhảy ra cào vào thằng Du nè thầy. Thầy Hà vội vàng lấy lọ thuốc bột trong túi ra, rắc lên vết thương cho ba thằng. Thuốc vừa chạm vào da, cả ba kêu lên đau đớn. Một lúc sau thì máu cũng ngừng chảy. Ba thằng cũng cảm thấy bớt đau đớn hơn, mà dần chìm vào cơn mê. Sao? Tính nộp mạng cho ta hả? Có tiếng nói vang lên phía sau, làm thầy Hà giật mình. Thì ra là con mèo đã ngồi trên tảng đá từ lúc nào. Phía sau nó còn có một người con gái tóc dài che kín khuôn mặt đang nằm. Thầy Hà quát lên: Yêu nghiệp, thả cô ta ra. Con mèo cười lên: Thả? Gì thả? Nó quay đầu về sau ngậm vào cái xác, quăng mạnh về phía thầy Hà. Trời ơi! Thằng Vân kinh hãi lăn ra ngất liệm. Trước mắt thầy bây giờ là một cái xác khô quắt đen nhẽm, lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn,
đang bốc mùi ngai ngái kinh tởm. Cái xác như thể chết lâu ngày rồi, bị phơi dưới nắng, chỉ còn lại lớp da bọc xương. Hai hốc mắt trũng sâu, có lúc chút vài con trùng đang bò ra bò vào. Con mèo cười lên sung sướng. Ngươi tưởng chỉ có cái làng này mới có gái đồng trinh thôi sao? Ngươi cũng ngu si chẳng khác gì tên kia. Ta đâu phải là ma mà ở yên một chỗ. Hả? Thầy Hà đau đớn gào lên. Tao sẽ giết mày, sẽ đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục mà chịu cực hình đời đời kiếp kiếp. Con mèo cười lên khùng khục. Nó ngước đôi mắt vàng khè lên nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn trịa, soi sáng rõ như ban ngày. Vậy sao? Muộn rồi. Giờ đến lúc rồi. Thầy Hảo và anh Nô cũng nhìn theo. Trăng đã treo trên đỉnh đầu từ bao giờ. Con mèo đột nhiên gào lên những tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi rừng. Đến cả đám dân làng đang hồi hộp chờ đợi cũng nghe thấy mà chùm trăng rung lên bần bật. Thân hình nó đang biến hóa. Các cơ thị nổi lên cuồn cuộn chạy dài thêm cả gân máu chằng chịt. Đôi mắt mở to trở nên đỏ ngầu. Hai tay dài ra, nhô cao nhọn hoắt. Cái mõm bắt đầu to và dài ra như mõm chó sói, với hàm răng nanh sắc nhọn đang nhỏ tông tổng dải xuống đất. Giờ đây thân hình nó đã to như con bê con, chứ không phải chó cỏ nữa. Được rồi, vậy thì ta liều chết với người. Thầy Hà quát lớn, rồi dương cung lên nhắm thẳng vào nó mà bắn. Anh Nô thấy vậy cũng bắt đầu rút tên ra, tra vào cung mà kéo. Tiếng dây cung bị kéo căng lên kèn kẹt. Hai mũi tên được phóng đi xé gió, lao nhanh vun vút hướng về phía con mèo. Con mèo, không, bây giờ phải gọi nó là Miêu, Linh Miêu. Nó nhìn thấy tên lao đến, nhưng không hoảng, nhẹ nhàng đã có thể tránh được. Thầy Hà và anh Nô thấy thế, không ngừng rút tên bắn liên tục. Con mèo nghiêng mình tránh tên, giơ chân trước, đá chân sau, đứng bằng hai chân, xoay một vòng trên không tiếp đất an toàn. Những mũi tên lao đi không trúng đích mà lao xuống vực. Thấy tên chẳng còn lại được là bao, thầy Hà ra hiệu ngừng bắn, rút thanh kiếm bạc được đặc chế, lao đến chỗ con mèo. Anh Nô cũng rút dao bầu xong đến. Sau bao nhiêu ngày ở cùng thầy, anh đã không còn sợ sệt nhút nhát như xưa nữa. Giờ đây trong lòng chỉ cháy lên ngọn lửa thù hận. Anh muốn báo thù cho thằng Tèo, cho bà Hoa, cho cô gái không quen và cho cả bầy mèo nhà bà Cám Béo. Anh muốn giết chết nó. Anh muốn quay về cùng chị Sen kết tóc xe duyên. Anh muốn dân làng được sống những ngày yên bình. Thầy Hà nhảy lên tảng đá, vung kiếm chém đến. Con Miêu nhếch mép cười lên. Đúng là tìm chết. Nó lùi lại né đòn, vùng tay phản kích thầy Hà. Thầy Hà nhanh chóng nghiêng người lách sang một bên. Anh Nô nhảy lên chém một dao từ đầu nó xuống. Con Miêu nhanh chóng lùi lại do dao quá ngắn. Anh bị nó cào cho một nhát vào tay. Máu tuôn ra văng tung tóe lên người. Thầy Hà lại đâm thẳng mũi kiếm vào tim nó. Thế nhưng nhanh như cắt, nó đã nhảy ra xa mà cười lên sằng sặc. Thầy Hà hỏi xem anh Nô có sao không. Sau khi xác nhận rằng vết thương không sâu, không có gì nguy hiểm, thì cả hai tiếp tục lao vào chiến đấu. Thế nhưng cái món vỏ mèo mà thầy dạy cho anh bây giờ dùng để cào mèo thì khác nào trứng chọi đá. Sau vài nhát chém hụt, thân hình anh cũng đầy vết thương mà ngã lăn xuống khỏi tảng đá, rơi bịch trên mặt đất. Vô số vết cào trên tay, trên người đang chảy từng dòng máu nóng mà nhuộm đỏ cây cỏ xung quanh. Thầy Hà đánh mắt nhìn sang, thấy anh Nô vẫn đang cố bò dậy thì yên tâm hơn một chút.
Con mèo nhe hàm răng nanh toan vồ đến ngoạm vào cổ thầy. Thầy Hà lùi chân nghiêng người sang trái, thuận tay vung kiếm chém cho nó một nhát vào bên hông. Con mèo kêu gào lên những tiếng ngao ngao rồi tránh ra xa. Trên người nó đang chảy ra dòng máu đen xì. Cây cỏ dính phải nhanh chóng héo úa, lụi tàn trong chớp mắt. Mắt nó đỏ ngầu hằn lên sự tức giận khi không làm gì được thầy Hà. Nó không hiểu tại sao thầy Hà què một chân mà lại có thể tránh đòn của nó nhanh như thế. Nó đâu biết rằng, trước đây khi ở trong rừng luyện pháp với sư phụ, ngoài thời gian hái thuốc, vẽ bùa, thì thú vui duy nhất của thầy là đi tìm gà rừng để thi đá nhau, tìm rắn mà thi mổ. Và cái trò thầy thích nhất là chọc hổ. Mỗi khi rảnh rỗi, thầy lại đi tìm con hổ béo cách chỗ thầy không xa mà chọc tức nó. Có hôm nó đang ngủ chảy dãi bên dòng suối, thầy nhẹ nhàng bóc nắm bùn nặng thành hình cái bát. Thầy rón rén đi đến gần, đập mạnh xuống đất. Cái bát bằng bùn ướt được đập nhanh và mạnh, làm không khí bên trong quá tải, nổ đánh bóp một cái, nghe chát chúa vô cùng. Con hổ béo giật mình ngồi dậy, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì thấy thằng thầy chết tiệt đang ôm bụng cười. Nó tức tối đuổi theo. Thế nhưng chúa tể Sơn Lâm chạy nhanh mấy cũng không lại bằng thằng thầy lương lẹo này. Thầy Hà biết điểm yếu của nó là quay đầu đổi hướng, nên thầy cứ nhắm chỗ nhiều cây mà vòng qua vòng lại. Thế là cái danh chạy nhanh nhất rừng của nó bị thầy Hà dìm không thương tiếc. Con hổ cố gắng luồn lách chạy theo, nhưng cũng chỉ giống như chú chó con chạy theo chủ. Sau một hồi bị thầy dắt mũi, nó nằm vật ra đất, quắt lưỡi lên nó mà thở. Ấy thế mà thầy vẫn cố tình đứng sau gốc cây to mà chơi hú à với nó. Nhiều lần như thế, đâm ra mỗi lần con hổ thấy thầy, nó lại ngáp dài chán nản. Có lần thầy đang chạy tung tăng cho nó đuổi, thế nào lại trượt chân ngã sấp mặt. Con hổ thấy thế vung tay cào cào vào mông cho thầy một nhát, làm quần thầy thủng một lỗ lớn. Thầy vội vùng dậy bê cái mông trắng phớ mà chạy về phía ngôi nhà trên cây. Có lẽ bộ môn chọc chó bây giờ chính là của thầy tạo ra. Trở lại với trận chiến, con mèo hai mắt hằn lên sự giận dữ. Lần này nó nhảy chồm đến mà cào vào mặt thầy. Thầy Hà vẫn không hoảng. Thầy lùi lại một bước, rồi nhanh chóng vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt nó. Con mèo trúng đòn ngã văng ra xa. Chợt thầy nghe có tiếng gió vù vù mỗi lúc càng to. Thầy ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời. Sau đó là tiếng kinh hãi kêu lên. Hả? Gấu, gấu ăn trăng. Gấu ăn trăng, hay bây giờ vẫn gọi là nguyệt thực, là lúc mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Đây cũng là cơ hội quý của lũ yêu ma. Sau bao năm bị giam giữ, có cơ hội trỗi dậy mà gây họa bốn phương. Lại còn đúng vào đêm rằm tháng 7, thì là ngàn năm có một. Lúc này mặt trăng đang dần bị che khuất. Trên bầu trời cách chỗ thầy không xa, đang có một vòng xoáy đen xuất hiện, kèm theo gió lốc vù vù. Vòng xoáy càng lúc càng lan rộng theo tốc độ của trăng bị che khuất. Thầy Hà quát lên một tiếng không hay, toàn quay lại tìm con mèo để tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Vì thầy biết chính nó là vật dẫn để cửa âm ngục mở ra cho lũ yêu ma đến thế gian. Thế nhưng đã muộn. Con mèo nhân cơ hội thầy mất tập trung, nó nhẹ nhàng đi tới, nhảy vụt lên, đưa móng vuốt sắc nhọn về phía thầy. Thầy Hà không kịp tránh né, ăn trọn hai nhát cào vào ngực. Máu bắn thành tia mà chảy xuống nhuộm đỏ cả phiến đá xanh. Con mèo lại nhằm cổ thầy mà há mồm cắn tới. Thầy Hà vội vàng nhảy ra xa, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi định hình ngồi dậy. May mà tránh thoát. Con mèo đứng lên bằng hai chân, cười lên khanh khách. Quý vương sắp xuất thế,
cả các người đều phải chết. Thầy Hà, mau, mau bắn đi. Anh Nô từ nãy bị ngã xuống vẫn nằm im chờ cơ hội. Nhưng lúc con Miêu không để ý, anh nhảy lên ôm chặt ngang bụng nó từ phía sau. Thầy Hà hiểu ngay, chạy đến nhặt cây cung, đứng thẳng người, ra mũi tên, rồi lùi một chân về sau, kéo căng dây cung, hướng thẳng đến tim của con Miêu. Nhưng thầy do dự, bởi tim của con Miêu và tim của anh Nô đang song song với nhau. Mũi tên bạc sắc bén vô cùng. Nếu như bắn đi, đồng nghĩa anh Nô cũng sẽ chết. Con Miêu bị bất ngờ, nó giãy lên đành đạch. Hai chân trước đầy móng vuốt của nó liên tục cào vào tai anh Nô. Móng vuốt sắc bén, ngọt liệm, lấy đi từng miếng da thịt trên tai của anh. Chẳng mấy chốc, tai anh chỉ còn trơ xương, dính lại chút thịt vụn treo lủng lẳng. Anh Nô gồng mình, gân xanh nổi đầy trên mặt anh. Hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két. Đôi mắt mở trừng hằn lên vô số tia máu đỏ ngầu. Anh Nô biết thầy do dự, anh gào lên như điên dại. Bắn mau, bắn đi, cho dù chết tôi cũng phải lôi nó chết theo. Thầy Hà đôi mắt đỏ bừng chảy ra hai dòng lệ. Đôi tay lại càng nắm chặt kéo căng dây cung hơn. Tiếng dây cung bị kéo căng như sắp đứt, kêu lên rin rít. Trên bầu trời, một tiếng gầm vang lên như rồng gầm, kèm theo tiếng quỷ khóc, sói gào. Tiếp sau là một cánh tay khổng lồ đầy lông lá đỏ lồm, với những chiếc móng tay đen xì xì, bốc mùi tanh hôi, đang dần lộ ra quờ quạng trên không, như muốn thoát ra. Không xong, quỷ vương xuất rồi. Thầy Hà không thể do dự nữa, thầy nghiến răng buông tay. Mũi tên lao vù vù về phía trước. Con Miêu thấy thế càng giãy giụa kịch liệt, làm anh Nô phải lùi về phía sau mấy bước. Anh gồng mình bước một chân chống ra sau làm giá đỡ, ghì người đưa trái tim của mình và nó mà đón nhận mũi tên đang lao đến. Con Miêu sợ hãi kêu lên. Không, không, thả tao ra, thả tao ra. Tiếng mũi tên xuyên qua tim nó, rồi cắm sâu vào tim của anh Nô. Cả hai đứng hình, mắt trợn tròn, mồm bắt đầu rỉ máu càng lúc càng nhiều. Anh Nô cùng con Miêu ngã xuống trên nền đá xanh đã nhuộm đỏ máu của anh, của thầy Hà và của cả con súc sinh này. Anh ra đi, mà trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Con Miêu cũng chết ngay sau đó. Cơ thể nó teo nhỏ dần, bây giờ trông chả khác nào con mèo bình thường. Cái vòng xoáy trên bầu trời không còn vật dẫn cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Đúng lúc thằng Vân ngơ ngác tỉnh dậy, tưởng mình đã chết thì khóc lóc không thôi. Sau một lúc nó nhận ra thì nhanh chóng chạy xuống núi gọi dân làng. Dân làng đêm nay không một ai dám ngủ, trừ đám trẻ con vô lo vô nghĩ. Khi nghe thằng Vân hô hào thì ai nấy vui mừng đổ nhau ra đường chạy lên núi, vừa chạy vừa reo hò. Chẳng mấy chốc ngọn núi hoang vắng đã in đầy dấu chân người. Chị Sen cũng hòa vào trong đám người chạy lên núi đón anh Nô về. Đến nơi chị không tin vào mắt mình mà ngã lăn ra mặt đất, ngất liệm đi. Nhưng hai khóe mắt đã ướt đẫm. Sau chuyện xảy ra, ông Bành như biến thành một người khác. Ông hiền lành siêng năng, đi thi ân bố đức. Ai có khó khăn gì, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Về phần bà Linh, sau khi chôn cất cho anh Nô và làm cho cô lành cái miếu để cô không phải làm cô hồn vất vưởng, bà cũng lên chùa xin quy y cửa Phật để sớm hôm cầu nguyện cho những oan hồn xấu số sớm được siêu thoát. Ông Bành buồn lắm, nhưng lại không dám cản bà. Ông biết cái tội của mình không xứng được bà tha thứ. Giờ đây chỉ còn lại mình ông cùng thằng Thọt cô quạnh sống lặng lẽ trong căn nhà hoang vắng. Có lẽ đây cũng là một phần trong nghiệp báo mà ông phải gánh chịu. Về chị Sen, chị chuyển hẳn lên trên núi
nơi anh Nô nằm xuống mà sinh sống, tách biệt hẳn với dân làng bên dưới. Đám người làng thương chị cũng lén lút mang thóc gạo lên để lại cho chị rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay lại là rằm tháng 7. Chị ngồi trên tảng đá mà ngẩng mặt nhìn trăng. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt gầy. Trên tay cầm bông hồng mà năm nào anh Nô cài lên tóc cho mình, được chị ép khô lại. Mái tóc dài được gió cuốn thổi bay bay trong gió. Trăng hôm nay vẫn tròn, vẫn sáng như năm nào. Năm mà chị không bao giờ quên. Chị biết là anh đã ra đi mãi mãi, nhưng chị không chấp nhận được. Chị lên đây mong một lần gặp anh, dù có là trong mơ. Tiếng chó hú trăng kéo dài vang vọng khắp nơi. Chị Sen cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn lặng im mà rơi nước mắt. Sen, Sen ơi, Sen đừng chờ tôi nữa. Chị Sen giật mình nhìn quanh, nhận ra giọng nói ấy đúng không thể sai được. Chính là người chị chờ đợi bao nhiêu lâu nay. Dù chỉ là trong mơ, nhưng chị cũng không thôi hy vọng. Anh Nô, là anh phải không? Sao bao lâu nay anh không về tìm em? Anh hứa sẽ quay về lấy em làm vợ mà. Sao anh nói mà anh không giữ lời? Một bóng hình mờ ảo như sương khói xuất hiện cách chỗ chị không xa. Vẫn là cái dáng vẻ năm nào của anh. Vẫn nụ cười, vẫn đôi mắt và khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Chị Sen đứng dậy toàn chạy về chỗ anh thì bị anh ngăn lại. Sen đừng lại đây. Giờ đây tôi đâu có phải là người nữa. Tôi biết Sen ở đây chờ tôi. Nhưng Sen à, âm dương cách biệt. Sen quên tôi đi mà bắt đầu cuộc sống mới. Chị Sen nước mắt rơi lã chả mà lắc đầu. Không, Sen không quên anh đâu. Sen ở bên anh. Anh chờ Sen nha. Bóng anh Nô rung động, dường như hiểu ra được điều gì. Nhưng đã muộn. Chị Sen lùi về sau sát mép vực. Rồi chị mỉm cười mà thả người rơi xuống dưới. Anh Nô vội lao theo. Anh đã quên mất mình là một linh hồn. Linh hồn thì làm sao có thể đỡ được xác thịt nặng tựa ngàn cân. Chị Sen rơi xuống chết ngay lập tức. Không lâu sau, một bóng mờ xuất hiện phía trên thân thể đầy máu. Là linh hồn của chị Sen. Chị ngây ngô nhìn thi thể của mình như chưa hiểu được gì. Khi nhìn thấy anh Nô, chị bừng tỉnh lao vụt đến, ôm chặt lấy. Hai linh hồn cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc lên thê thảm. Rồi họ nắm tay nhau cùng bay về nơi xa, kết thúc một kiếp người. Quý vị vừa nghe xong tập kết của bộ truyện Bóng Mèo Dưới Trăng, tác giả Nam Quân và Diễm Hằng. Cái kết có hơi buồn một chút xíu, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được rằng là tình yêu chân thành. Và khi mà họ đã đến được bên nhau rồi thì giờ đây cũng chỉ là còn hai cái linh hồn mà thôi. Một câu chuyện Thi thấy cũng rất là hay. Cảm ơn Nam Quân và Diễm Hằng rất nhiều. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin gặp lại ở những câu chuyện sau.